Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sinh tố xoài nhá. Mùa nắng nóng này ăn thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nguyên liệu gồm có 4 quả xoài, 4 hộp sữa nhỏ ông thọ và một khay đá nhỏ. Bây giờ chúng mình cùng làm nha. Có một cách gọt khác cũng rất là nhanh các bạn ạ. Các bạn ơi, cái bát của mình đã đầy rồi, bây giờ mình đổ vào máy sinh tố trước nha. Mình gọt tiếp 2 quả nữa. Những quả xoài này chín mùi rất là thơm các bạn ạ. Sóc ơi, con lấy giúp mẹ một cái gói sữa trong tủ lạnh ra đây, được không? Một gói, một bịch sữa ở trong tủ lạnh, ở dưới con ạ. Rồi, cảm ơn Sóc nha. Mình quên lúc nãy không bảo các bạn là cần thêm một bịch sữa có đường này nữa các bạn nhé. Rồi bạn Sóc lấy cho mình ra xong. Ăn nữa à? Ăn nữa không? Đợi mẹ chút. Miếng to này. Có thu một miếng to mẹ. Đây đúng không? Có xin mẹ chưa? Tí nữa ăn còn ngon hơn hay sao? Vậy là gọt xong xoài các bạn ơi, mình sẽ đổ tiếp vào máy xay sinh tố. Bây giờ chúng ta cho sữa đặc vào nhá.
Giờ thì chúng ta cho một bịch sữa tươi có đường này vào nha các bạn nhé. Các bạn có thể dùng sữa tươi không đường cũng được, tùy sở thích của các bạn thôi. Phần cuối cùng là chúng ta cho đá vào các bạn ạ. Tôi sẽ cho chục viên đá nhỏ vào nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho lên xay. Bây giờ thì chúng ta xay nhé. Xong rồi các bạn ạ. Làm món này rất nhanh, chỉ trong vài giây nhá. Giờ mình sẽ đổ ra cốc chiêu đãi cả nhà mình. Các bạn ơi, xong rồi, bây giờ mình ăn thử xem nào nhá. Thơm của mùi xoài, ngậy ngậy của sữa và mát của đá các bạn ơi. Ăn rất là ngon. Ngon quá. Các bạn có thể tự làm những cốc sinh tố xoài này cho cả gia đình nhà mình nhé. Nếu các bạn thấy thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ, đăng ký để mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.